Đây, giới thiệu với các bạn một chiếc xe CB1000R. Tông chủ đạo là màu xanh. Và này hình như là sơn nhúng carbon các bạn. Tông chủ đạo là màu xanh và màu đen. Là đi tông chủ đạo là màu vàng. Và cũng như chiếc xe bên kia là lấy một cái mỏ cày hả. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại sáng nay thì sẽ đi cà phê với mấy anh em ở Đà Nẵng mấy bạn. Mấy anh em ở Đà Nẵng vô Sài Gòn chuẩn bị đi tour với Thủy, đi Vĩnh Hy đó. Bây giờ Thủy sẽ chạy qua chỗ mấy ảnh, các bạn cùng đi theo Thủy nha. Đây là đường bờ kè CB, là một trong những cung rất là nhiều anh em chơi xe là thích, rất là thích đường Trường Sa Hoàng Sa này mấy bạn. Nhưng mà hồi xưa thôi, còn bây giờ thì hết rồi, tại vì bây giờ rất là đông xe, với lại công an đồ cũng nhiều nữa, không như hồi trước. Chứ còn hồi xưa thì khá là nhiều anh em cứ tới khoảng tầm buổi giờ 1-2 giờ khuya, giờ đêm á, anh em kéo ra đua hồi xưa. My đang đi chiếc cho con CBR1000 đời 2015. Thì chút nữa Thủy sẽ ra quay cho các bạn xem. Còn nhiều đám anh em đang bên này, lắm anh em bên Sài Gòn. Chút nữa anh em mình sẽ đi ăn gà, ăn gì đó. À đây, anh Hoàng. Ăn gà móng đỏ. Đây là anh Hoàng. Ở Đà Nẵng. Đó, còn nhiêu đây anh em mình là ở Sài Gòn hết. Còn đây là anh Khôi mấy Thường Hải. Khôi đi. Anh Khôi này là đặc biệt, cái là có kính mới quay được, còn không có kính là không chịu đâu. Đó, chút nữa là ra rồi thì sẽ quay từng chiếc cho các bạn xem nha. Đây, giới thiệu với các bạn một chiếc xe CB1000R. Tông chủ đạo là màu xanh. Và này hình như là sơn nhúng carbon các bạn. Tông chủ đạo là màu xanh và màu đen. Đây, chiếc CB1000R. Hiện tại xe chủ nhân được trang bị thêm một cái yên solo và một cây bô Akabovic. Akabovic các bạn. Và một dàn ốc titan. Ví dụ thêm một cái mỏ cày đây nữa nè.
đã là một chiếc xe kế tiếp là cũng là một chiếc xe B1000R luôn, cũng trang bị cho mình một cây bô Agapovic. Xe này chưa có lên gì hết các bạn, lên một cặp đèn trợ sáng thôi. Kế bên cũng là một CB1000R luôn. Con này là đi tông chủ đạo là màu vàng. Và cũng như chiếc xe bên kia là lên một cái mỏ cài. Mỏ cài hả? Thiệt lên thêm một cái phục ô liền này tùy chỉnh được nè. Và một cái cây bô Agapovic đường gà và một dàn ốc full titan theo tông chủ đạo là màu vàng luôn. Kế nữa là cũng chiếc CB1000R. Chiếc này thì như đang ở gym chưa có có độ thêm một cái cây bô đùi gà với chống đổ. Còn ngoài ra thì vẫn để xe những gym các bạn. Bạn thấy gì chưa? 80 chai đưa từ trước. Bình thường có nhận lắm. Xem ra hôm nay là có nhiều CB. Mình có cái gì nọ cho mình hay cái này kia đúng không? Chưa nhiều khi cũng được cái nó ôm đi luôn rồi. Còn hôm nay F1. R1 này rất là cao các bạn nha. Cao lắm á. Chủ nhân được trang bị một cặp bô Agapovic và một cái chống đổ lốc máy. Bảo vệ lốc máy, bảo vệ lốc máy. Và cặp một cặp đèn trợ sáng carbon. Xe này đồ chơi full rồi đó. Full đồ chơi rồi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi ăn gà mấy bạn. Các bạn để ý đó, các bạn để ý nha, ở đây toàn là Honda, xe Honda, chỉ có xe thủy là lọc vào, của hãng Kawasaki lọc vào đây. Đi phía sau theo dõi anh em. Xe không, toàn xe lớn không à. Thầy ơi, ra được không? Đây. Em ra đây nhậu vui. Con đây à, con đây à. Ủa sao cái số đó vậy? Quyên. Đây anh Dũng tới rồi kìa. Đây, hiện tại chỉ đang là món bò tư các bạn. Đang cùng mấy anh em là thưởng thức mấy món ở rồi dắt. Gà, bò. Thank you.
chắc video này thì kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thủy.